Tham gia hội thi có 100 thí sinh là điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên đến từ 10 bệnh viện trên địa bàn tỉnh, bao gồm 8 bệnh viện đa khoa trực thuộc Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới và Bệnh viện TTH đã xuất sắc trải qua vòng loại từ cả hội thi cấp cơ sở. Thông qua hội thi này thì bản thân tôi đã tiếp thu học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp trên cả đơn vị trong toàn ngành và được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm kỹ năng giao tiếp ứng xử, và nhờ đó làm cho bản thân tôi là được tự tin hơn, mạnh dạn hơn và hoàn thiện hơn. Hội thi được tổ chức thành hai vòng. Vòng 1 thi rung chuông vàng, gồm cả câu hỏi trắc nghiệm với các nội dung về văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức chuyên môn và kỹ năng của người điều dưỡng. Vòng 2 thi ứng xử, xử lý tình huống giải quyết các vấn đề thường gặp trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Đây là một cuộc thi rất là bổ ích và nhiều ý nghĩa. Nó mang lại cho chúng em những cái trải nghiệm tuyệt vời và những tích lũy được kinh nghiệm học hỏi từ những cái các đơn vị trong toàn ngành khác. Qua cuộc thi này thì em sẽ không tự thỏa mãn với cái thành tích mà mình đã đạt được, mà em sẽ càng cố gắng hơn nữa để trau dồi, phấn đấu và rèn luyện để trở thành một người điều dưỡng giỏi. Qua cái hội thi sẽ khích lệ cái sự phấn đấu, tạo động lực mạnh mẽ cho các điều dưỡng viên nỗ lực hoàn thiện cái kỹ năng, kiến thức của mình, khuyến khích họ vươn lên, đạt thành tích xuất sắc và trở thành những cái chuyên gia điều dưỡng vượt trội, chất lượng cao. Hội thi cũng là một cái cơ hội để cho các điều dưỡng viên giao lưu, chia sẻ cái kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Điều dưỡng viên đóng vai trò không thể thiếu trong công tác chăm sóc và phục hồi sức khỏe cho người bệnh. Họ là những người đầu tiên tiếp cận với người bệnh khi đến với cơ sở y tế, có trách nhiệm chăm sóc, theo dõi, phối hợp với đồng nghiệp, cán bộ y tế khác nhằm thực hiện những can thiệp chăm sóc, điều trị toàn diện cho người bệnh trong suốt quá trình điều trị. Do vậy, việc nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành và khả năng giao tiếp ứng xử của điều dưỡng viên luôn được ngành y tế Quảng Bình quan tâm. Qua cái hội thi này thì với cái ý nghĩa và cái tầm quan trọng là để cho cái cơ hội cho cái đội ngũ điều dưỡng, điều sinh và kỹ thuật viên có cơ hội để giao lưu, học hỏi lẫn nhau và tăng thêm cái mối đoàn kết. Đặc biệt là cái vấn đề mà nâng cao cái chất lượng chuyên môn, trình độ chuyên môn, rồi nâng cao cái quy tắc ứng xử. Với cái mong muốn là làm sao đó cho đội ngũ của là nhân viên điều dưỡng, kỹ thuật viên, điều hồi sinh càng ngày càng chuyên nghiệp hơn và có những cái cải tiến trong cái chăm sóc người bệnh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 10 giải tập thể, 9 giải cá nhân. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đạt giải nhất cá nhân và đồng đội, 2 giải nhì, 3 giải ba và nhiều giải phụ khác cũng đã được trao cho các đơn vị có thành tích cao tại hội thi.